rồi ok chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình giữa cơn sốt cốt truyện game Black Vu Công thì mình có livestream và chơi qua một cái tựa game nó có tên là Underdog Detective. Cái tựa game này có thể dịch ra là thám tử gà mờ và nó có một cái cốt truyện cũng rất là ly kỳ và rất là hay các bạn. Cho nên nó xứng đáng có một video cốt truyện riêng và các bạn hãy cùng mình theo dõi xem hành trình của anh chàng thám tử này sẽ đi đến đâu. Nhắc trước cho các bạn, nó là một cái nội dung cũng khá là hay đấy. Có thể giải trí trong khoảng thời gian các bạn ăn cơm và nghỉ giữa hẹn Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Tương truyền rằng tại làng Dương Quang trải qua một trận tai nạn, toàn bộ người dân ở trong làng thì đều đã chết hết một cách bí ẩn. Nhưng mà cái kiếp nạn này á thì cũng được đồn thổi rằng có liên quan tới một cái món báu vật kinh thiên. Hắc Đại Hiệp tay cầm long côn, vài khoác dây thừng cũng tìm tới nơi đây. Khắp nơi thì thi cốt ngổn ngang, quan tài đổ nát. Tìm gấp nơi chỉ có một cổ quan tài lành lặng Thi thể ở trong quan thì vẫn giữ nguyên vẻ đẹp Như lúc còn sống Trong miệng ngậm một miếng ngọc phát sáng Hắc đại hiệp biết ngay đây chính là bảo vật trong truyền thuyết Tuy nhiên rời khỏi miệng nữ thi Thì miếng ngọc không còn linh khí và trở lại màu ngọc bình thường Các thi thể bắt đầu đua nhau sống lại Với lông côn trong tay Đại hiệp quét ngang tất cả Nhưng rất tiếc là thanh kiếm trong tay Cũng không thể nào giết được ma nữ Chẳng phải trước đó anh là lông <laughs> Thì ra đây là một cái câu chuyện bốc phét của một best seller có tên là Đỗ Tuân và anh chàng này cũng là nhân vật chính của chúng ta. Số là Đỗ Tuân có một cái cửa hàng bán đồ cổ, những cái vật phẩm ở trong đó đều được anh chàng này thiêu dệt nên một cái câu chuyện huyền bí, hồng bán với giá cắt cổ và lừa bịp khách hàng. Đúng lúc vị lưu phu nhân này chuẩn bị mua miếng ngọc thì một gia đình đến gọi bà ấy trở về. Bằng tài phân tích của mình, Đỗ Tuân phát hiện ra vị lưu phu nhân này tuy ăn mặc sang trọng nhưng quần áo có nếp gấp chứng tỏ được để ở trong hộp gỗ đã lâu, móng tay ngắn và không có sơn chứng tỏ là bà này làm việc rất là nhiều. Gia đình thì không hề coi trọng bà ấy như vậy thì vị lưu phu nhân này ở trong phủ địa vị chắc chắn là không cao là vợ bé và không được cưng chiều lúc này thì đỗ tuân mới ném miếng ngọc xuống đất để miếng ngọc vỡ ra làm hai mảnh và bắt đầu khóc lóc nói rằng miếng ngọc vỡ sẽ mang đến điềm gỡ cho người sở hữu nó lưu phu nhân nghe vậy thì sáng mắt lên muốn mua lập tức trở về để tặng miếng ngọc này cho vị triệu phu nhân ở trong phủ cũng là bà lớn hồng trù ếm bà ấy thương vũ rót lọt khiến hắn có tiền và đưa cho linh để cô ấy đi mua thịt nơi mà đỗ tuân ở được gọi là địa hà kiều sở dĩ có cái tên này là bởi vì ở phía trên nó có một cây cầu dẫn thẳng đến Lạc Dương, Thần Đô, xung quanh là vách đá. Người ở đây thì vốn là những tội phạm bị lưu đày, các quan viên bị cắt chức và những người công nhân xây dựng lăng mộ. Chính vì cái sự rối loạn này mà Địa Hà Kiều còn có cái tên khác là Bất Lương Trấn. Ở Bất Lương Trấn thì được cai quản bởi một vị được gọi là Bất Lương Sói và ở bên dưới thì có ba vị phó sói. An Kỳ là người trẻ tuổi nhất cũng là bạn nối khố với Đỗ Tuân văn chửng là người đứng đầu nhóm xây dựng nên bất lương trấn không biết phạm tội gì nhưng mà không bao giờ được rời khỏi đây quốc hoa thì từng là một vị có địa vị ở lạc dương nhưng vì phạm tội nên bị đày đến đây tuy nhiên thì vẫn giữ các mối quan hệ với các quan phủ cho nên nắm giữ động mối thông thương còn bất lương sói đã mấy ngày rồi thì không thấy bóng dáng sau khi trở về nhà thì đỗ tưng mới nhìn thấy cửa hàng của mình đang bị một nhóm người đến đập phá cậu liền lao đầu vào ảo đả với họ và hù dọ trên tay cậu có một cái cơ quan nổi tiện ám sát trước kịch đọc kẻ nào tiến lên sẽ chết thì ra nguyên nhân của việc đập phá cửa hàng do triệu phu nhân sau khi phát hiện ra miếng ngọc mà lưu phu nhân tặng cho mình á mang điểm gỡ thấy bị phát hiện thì lưu phu nhân chó đây đẩy là việc này thì không hề liên quan gì tới mình mà Đỗ Tuân mới là người bán Nguyễn Ngọc bị nguyền rủa cho hải với mục đích là để ám hại triệu phu nhân. Lúc này thì Đỗ tư đành phải nói dối là cái cửa hàng đã bán cho phó sói An Kỳ và cũng như mỗi khi thôi. Vừa mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện. An Kỳ bước ra hỏi Đỗ Tuân là bán cửa hàng cho mình từ lúc nào mà anh ấy không biết. Triệu phu nhân tức giận sai gia đình đánh hội đồng Đỗ Tuân cho hả giận thì một chiếc bánh nướng từ đâu bay đến. Lúc này Tiểu Linh xuất hiện như một vị thần tiên tỷ tỷ. Người bạn lớn lên cùng nhau với An Kỳ và Đỗ Tương, với thân thủ thì bất phàm. Cô nàng dễ dàng đánh ngã toàn bộ đám gia đình chỉ trong một combo. Lúc này Đỗ Tương lén lút đưa miếng ngọc cho Linh và nói rằng nếu miếng ngọc là triệu phu nhân sở hữu không phải là vật bị nguyền rủa Lý do là bởi vì Linh cũng có một miếng y như thế vốn thân với nhau từ nhỏ cho nên an kỳ và đỗ tuân còn nói đây là ngọc hòa điền chỉ có các quan tứ phẩm ở lạc dương mới có quyền sở hữu người ở bất lương trấn vốn có tội nên không có sao nhưng mà nếu người sống ở lạc dương mà cố tình làm to chuyện thì rất có thể sẽ bị quan phủ bắt đi triệu phu nhân nghe như vậy thì vội trả lại miếng ngọc bỏ đi sự việc mới được giải quyết sau đó an kỳ nói ra mục đích đến tìm đỗ tuân ngày hôm nay nguyên nhân là vì thực tế bất lương sói đã chết từ hai ngày trước nhưng mà văn chuẩn và quốc hoa đã giữ kín tin tức vì muốn tự mình điều tra tuy nhiên thì họ không hề điều tra được gì giờ thì đến lượt của an kỳ vì biết sự thông minh và tài trí của người bạn nối khố mà anh ta tìm đến đây để nhờ đỗ Tương điều tra phá án Đến nơi sau khi hỏi rõ thời gian và phát hiện việc làm của bất lương sói trước khi chết thì đổ Tuân quan sát hiện trường phát hiện thấy thì vị bất lương sói này còn uống thêm rượu dù trước đó đã uống rất là nhiều. Bên cạnh vẫn có một con cốc bằng đồng và một cái giá nến đã cháy cạn. Khuôn mặt nạn nhân tím tái có mùi thơm thoang thoảng chứng tỏ là một cái dấu hiệu trúng độc rất là rõ ràng. Tuy nhiên, đến phần cổ thì không có dấu hiệu trúng độc, cho nên điều này rất đáng nghi ngờ. Được biết thì cái con cốc đồng là vật bồi tán được chế tác từ thời Nam Chu. Bên trong thì có một cái cơ quan để phòng chống trộm mộ. Con cốc đồng này thì sở hữu một cái chất độc chết người nhưng chỉ kích hoạt khi bị hơi nóng. Đổ tương kết luận bất đương sói là do một tai nạn. Bởi vì con cốc đồng chỉ dùng được một lần nên nếu chất độc đã hết thì không còn nguy hiểm nên ta xin về luôn Và dĩ nhiên là An Kỳ không cho rồi Chuyến này coi như đi công cốc Trở về nhà thì An Kỳ đã phái một vị hậu vệ đến chỗ Đỗ Tuân Vì nghe tin là hai vị phó sói khác đã liên kết để diệt trừ anh ta Nhằm chiếm lấy cái vị trí thống sói của bất lương trấn Và chỉ còn khoảng hai canh giờ nữa thì họ sẽ động thủ Quá lo lắng Đỗ Tuân và Tiểu Linh đã lẻn ra khỏi phòng Nhằm tìm kiếm cơ hội chuyển cơ Tại phòng của Quốc Hoa họ phải lén lút vượt qua Quốc Hoa Phu Nhân và tìm thấy danh sách hàng hóa bị giữ lại cũng là bằng chứng cho thấy quốc hoa đã cấu kết với lại quan phủ của lạc dương lừa tiền của văn chẩn còn ở phòng của văn chẩn thì họ tìm được một chiếc bông tai của vợ quốc hoa chứng minh quốc hoa phu nhân đã cấm sừng chồng với những thứ tìm được, Đỗ Tương dọa Văn Chẩn sẽ nói cho Quốc Hoa biết việc Văn Chẩn ngủ với vợ của Quốc Hoa. Trong khi đó, với Quốc Hoa thì dọa ông ta rằng sẽ để cho Văn Chẩn thấy sổ sách chứng minh ông ta lừa gạt tiền của Văn Chẩn. Vì tránh cho sự việc bại lộ mà hai vị phó sói này buộc phải giả vờ tươi cười và rút lui. Đêm đó, ba vị phó sói uống rượu và bàn bạc đến sáng quyết định rằng ai tìm ra ấn sói của bất lương sói thì người đó sẽ là bất lương sói đời tiếp theo an kỳ tiếp tục nhờ đỗ tương giúp đỡ lúc này đỗ tương mới biết là trong đại sảnh của Soái phủ thì có một cái thông đạo bí mật trong này chứa các thông tin quan trọng và cũng tiết lộ mơ ước của bất lương soái tiền nhiệm đó là xây dựng một con kênh cho địa hà kiều nhưng vì thiếu tiền mà phải cầm cố một số đồ vật truy theo manh mối an kỳ và đỗ tương đến một cái cửa hiệu cầm đồ khám phá ra bí mật của chiếc hộp mà bất lương sói đã cầm cố ở đây bên trong chính là chiếc sói ấn của ông cũng nhờ đó mà an kỳ trở thành bất lương sói và đỗ tưng trở thành phó sói của anh ta đang vui vẻ chưa được bao lâu thì người của liên phương một tổ chức điều tra phá án đến từ lạc dương đến người dẫn đầu là võ việt cô nàng này cho gọi an kỳ đến và bắt anh ta vì tội chưa điều tra rõ vụ án cái chết của thống sói đã vội vã kế nhiệm Đỗ Tuân buộc phải đi theo Võ Việt vì vụ án trước đó là do hắn ta kết luận. Võ Việt cho đào quan tài của Bất lương Sói lên và lắng nghe Đỗ Tuân thực lại của quá trình phá án của anh ta. Tuy nhiên, Võ Việt đã dùng kiếm chém một nhát trên con cốc đồng Nam Chu và cho thấy cơ quan phát độc trong con cốc đồng đã bị gỉ xét bám đầy nên chứng minh là chất độc không thể nào phát ra từ con góc được. Đỗ Tuân chợt nhận ra kết luận trước đó của mình là sai, bất lương sói chính là bị mù sát. Anh chàng chợt nhớ ra trong cửa hàng của mình thì có một cái cuốn sách đề cập tới kết cấu của con góc đồng nên nếu bất lương sói bị trúng độc có cùng triệu chứng thì chứng tỏ hung thủ là kẻ đã trộn quyển sách để ngụy tạo hiện trường giả và bởi vì bản thân là người nắm rõ con cóc nhất cho nên Đỗ Tương cũng bị võ việc liệt vào danh sách tình nghi cũng xem là nghi phạm hàng đầu tuy nhiên thì sau khi võ việc cho người điều tra thì lập tức gọi Đỗ Tương đến bởi vì quyển sách mà anh ta nói đã biến mất lại được tìm thấy ở trong tủ sách của cửa hàng chứng tỏ Đỗ Tương đang nói dối. Đỗ Tương lúc này chợt nhớ lại ngày mà Triệu Phu Nhân đến đập phá cửa tiệm thì anh ta có trông thấy An Kỳ đặt quyển sách lại kể sách. Rất có thể An Kỳ đã cố tình để Triệu Phu Nhân và gia đình đến đập phá cửa hiệu nhưng không can thiệp để có thể đặt quyển sách trở lại vị trí cũ mà không ai biết. Mặc dù vậy vẫn tin tưởng người bạn, Đỗ Tương nói dối rằng mình mua quyển sách này ở chỗ của Quốc Hoa nhằm kéo dài thời gian. Thế nhưng võ Việt đã lập tức phát hiện ra anh ta đang nói dối và cho người lôi Đỗ Tuân đi hành quyết. Nhưng nhờ có Tiểu Linh ra tay mà Đỗ tương được cứu, thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Anh chàng quyết định đi tìm sự thật và kết luận bất lương sói là do An Kỳ sát hại. Sau khi gặp lại An Kỳ trong mật thất, cả bọn bị bao vây bởi Liên Phương, không còn đường trốn chạy. Quyết định giữ đúng lời thầy năm xưa, có chết cùng chết, cả ba sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Vốn có võ công kém nhất đám cho nên là An Kỳ giao cho Đỗ Tuân chiếc ám khí của mình. Đến khi mở cửa chuẩn bị chiến đấu thì An Kỳ quay ngoắt lại cầm tay của Đỗ Tuân, kích hoạt ám khí bắn thẳng vào cổ của mình và la to Đỗ Tuân là chó săn của Liên Phương. Với sự hy sinh tính mạng này, võ Việt cứ tưởng Đỗ Tuân là người ra tay giết chết An Kỳ nên không những không có tội mà còn trở thành người có công. Từ đó giữ được tính mạng cho cả Tiểu Linh và Đỗ Tuân. Vốn phạm tội giết người ở Bất Lương Trấn thì sẽ bị treo sát trên cầu thị chúng nhưng mà võ Việt vì cảm động tình bạn giữa họ. Mắt nước cho Đỗ Tuân buổi tối hãy đến lấy xác của An Kỳ trở về chôn cất tuy nhiên đến nửa đêm sau khi tiểu linh và đỗ thương đến nơi thì không thấy xác của an kỳ ở đâu mà chỉ thấy hai xác chết của người thuộc liên phương võ việt cũng ngay lập tức có mặt quan sát thấy hai người họ bị ám sát bởi một vũ khí có hình chữ thập rất đặc biệt võ việt kết luận hai người này bị ám sát bởi một tổ chức có tên là đạo xuân thu đây là một tổ chức tạo phản đến từ các thành viên của triều đại trước với mưu đồ phục quốc và họ có tôn chỉ chỉ cần là thành viên của đạo xuân thu thì sẽ không bao giờ để xác chết ở lại mà phải mang đi an táng và bởi vì sự thông minh của mình trong nhiều lần phá án mà Võ Việt đã trực tiếp mời Đỗ Tuân tham gia tổ chức liên phương với mức lương cao ngất ngưỡng và dĩ nhiên là Đỗ Tuân không có lý do gì để từ chối cô nàng. Sau khi đến Lạc Dương, Tiểu Linh có đến tìm gặp Đỗ Tuân, anh chàng lén lút ôm cô từ phía sau và bị Tiểu Linh quật cho lệch hán. Với mồm mép tép nhảy của mình thì Đỗ Tuân mời Tiểu Linh ăn một bữa cơm thịnh soạn, đang chuẩn bị ăn uống thì Võ Việt đã tìm đến và mang anh ta đến gặp đầu lĩnh của Liên Phương là Thiên Mục. Ở đây lần đầu tiên, Đỗ Tuân gặp Liệp Nhẫn, thằng cha râu, giả khó ưa. Thì ra thì Thiên Mục có một cái nhiệm vụ giao cho Võ Việt và Đỗ Tuân là đến gặp một người có tên là Hốt Lôi, là một đầu mối cung cấp thông tin quan trọng về tổ chức Đạo Xuân Thu, đồng thời giao cho Hốt Lôi một lệnh bài để Hốt Lôi có thể về hưu an toàn, bởi vì anh này không có muốn làm công việc nguy hiểm này nữa. Đến thời hẹn thì Đỗ Tuân và Võ Việt bất ngờ nhìn thấy Hốt tôi đang cởi ngựa thì bị bốc cháy bởi một ngọn lửa màu trắng xanh cũng may là tình báo mà hốt lôi mang đến vẫn chưa cháy hết và manh mối dẫn đến đoàn kịch giang nam tại liên phương văn khố võ việt đã thử tài đỗ tuân để anh ta tìm ra thông tin quan trọng cho vụ án và dĩ nhiên là đỗ tuân dễ dàng vượt qua sau khi tổng kết các manh mối đạt được đỗ tuân đưa ra kết luận trong đoàn kịch giang nam có sát thủ của đạo xương thu và mục tiêu lần này là thừa tướng vệ trung cả hai tức tốc đến trình báo thông tin này cho thiên mục tuy nhiên vì đây chỉ là suy đoán cho nên không có bằng chứng bắt người hai người võ việt và đỗ tuân chỉ được mệnh lệnh điều tra bí mật tùy cơ hành động nhưng không được kinh động đến thừa tướng vệ trung do mối quan hệ giữa liên phương và triều đình rất vi diệu sau khi đến đoàn kịch giang nam họ nhận ra đây vốn là một gánh xiết với năm thành viên đoàn trưởng có tài điều khiển lửa và màn biểu diễn từ lửa mọc ra cây quất con trai ông ta tên là ngô hạo vũ tập luyện suốt cốt công nên có thể tự nhét mình vào một cái vải nhỏ, đồng mảnh với thể trạng hơn người, sức mạnh đập đá phá tường. Michiko với màn biểu diễn ném hoa muốt quạt và cuối cùng là Liên Thăng với màn biểu diễn trứ danh sợi dây bất tử. Tuy nhiên, đêm đó mới là thời điểm tổ chức sự kiện ăn mừng đại thọ 60 của hoàng đế nên Liên Thăng không biểu diễn ngay mà đợi đến tối mới biểu diễn. Bởi vì không biết ai trong họ mới là sát thủ của đạo Xuân Thu Cho nên Võ Việt và Đỗ Tương đành phải giả dạng thành người quét dọn của quán trọ Trà trộn vào trong để tìm kiếm manh mối Sau khi mang về các vật cho rằng khả nghi Đỗ Tương bị dội nước lạnh khi toàn bộ các vật mà cậu ta mang về đều vô dụng Thứ manh mối quan trọng nhất Thứ manh mối quan trọng nhất trong đoạn này là Ở Michiko có, có cặp đùi trắng hết nước chấm vãi <laughs> Thằng viết kịch bản này nó hơi bất dạy nha quá bực mình vì bị bắt bỏ đổ tương thách đấu người trong giữ văn khố và cái người này có tên là thiết xanh cuối cùng thì bị đánh gãy mẹ lên tuy nhiên nhờ vào tài thông minh của mình với cái miệng như cái máy phân tích của thiết xanh thì đỗ tưng đã tìm ra manh mối quan trọng trong viên thuốc khói của liên thăng Cái viên thuốc khói này thì có chứa lông đảm hoàng là một vật liệu có thể cháy ở nhiệt độ cơ thể và tạo ra một ngọn lửa màu trắng xanh cũng chính thứ này đã giết chết hốt lôi vậy là cả hai đã kết luận sát thủ mà đạo xuân thu cho trà trộn vào đoàn kịch giang nam là liên thăng và mục tiêu chính của hắn chính là thừa tướng vệ trung Tuy nhiên do thời gian gấp gáp, Võ Việt và Đỗ Tương đến nơi thì buổi biểu diễn đã diễn ra. Nhưng mà may mắn là Đỗ Tương đã kịp đẩy ngã thừa tướng. Khi đang chuẩn bị ám sát thừa tướng thì Liên Thăng bất ngờ phát nổ và té từ đỉnh cao xuống mà chết. Vì vậy thừa tướng không hề biết mình vừa mới dạo chơi qua quỷ môn quan. Mà còn trách tội Đỗ Tương vì đã vô lễ đẩy ngã ông ta. Nếu không nhờ thiên một cú thì cả hai bây giờ chắc phải ngồi tù. Thiên Mục rất thất vọng về sự làm việc lỗ mãn của Đỗ Tương mà bắt anh ta trở về bất lương trấn không cam lòng, Đỗ Tuân đêm đó mang dây thừng và muốn rời khỏi bất lương trớn trở lại Lạc Dương để tiếp tục điều tra sự việc về đạo Xuân Thu dưới sự cổ vũ của Tiểu Linh. Ở dưới chân cầu thì Đỗ Tuân gặp lại Võ Việt, lúc này thì cô ấy đến đây để giúp đỡ Đỗ Tuân quay lại Lạc Dương, tiếp tục cùng cô điều tra vụ án, chắc là mệt nhau rồi. Trở lại hiện trường biểu diễn thì Đỗ Tuân phát hiện một sợi dây kim loại rất là nhỏ, cực kỳ chắc chắn dùng để biểu diễn cho tiết mục sợi dây bất tử. Quay trở lại đoàn kịch Giang Nam, Đỗ Tương tìm thấy một chiếc rương kỳ lạ mà không tài nào mở ra được, đang đau đầu xem ai mới là hung thủ thì Đỗ Tương bị lập nhẫn bắt gặp. Bỗng nhiên lúc này con trai trưởng đoàn là Ngô Hậu Vũ mặc áo giáp tay cầm thương, lao ra khỏi phòng và hô to, sau đó bộ giáp phát nổ khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Bằng tài quan sát của mình thì Đỗ Tương phát hiện là các vết thương ở trên người của Ngô Hậu Vũ cực kỳ giống với vết thương trên người của Liên Thăng chứng tỏ hai người này chết vì cùng một loại thuốc nổ. Khám phá trong phòng của trưởng đoàn họ phát hiện ở bên dưới bài vị của phu nhân trưởng đoàn cũng là mẹ của Ngô Hậu Vũ có rất nhiều thuốc nổ, vốn tích bột chột và tự cho mình là người thông minh, lập dẫn ngay lập tức kết luận ông chủ trưởng đoàn hát chính là người đã gây ra các vụ giết người gần đây, cho nên đã cho người bắt ông ấy về. Trong khi đó thì lệnh cho Thiết Xanh bắt Đỗ Tương trở về liên phương. Tuy nhiên lợi dụng Thiết Xanh có bệnh sở máu, Đỗ Tương đã cắt ngón tay cho máu chảy ra dọa Thiết Xanh ngất xỉu và nhét sợi dây tìm được ở hiện trường vào miệng của anh ta. Từ đó biết được sợi dây có thành phần đặc biệt và cũng là bí mật rất lớn. Của tiết mục sợi dây bất tử nhờ vào manh mối này mà anh đã mở ra được chiếc rương kỳ lạ và tìm được đáp án chứng minh toàn bộ sự việc 6 năm trước đoàn kịch giang nam nhờ tiết mục sợi dây bất tử mà gây được tiếng vang lớn thừa tướng vệ trung phát thiếp mời đoàn kịch đến biểu diễn cho đại thọ 60 của hoàng đế liên thăng sau khi biết được thông tin này vì thực hiện nhiệm vụ ám sát mà tới tham gia đoàn kịch đồng thời dàn dựng một vụ tai nạn để cho phu nhân của trưởng đoàn bị chết trong lúc biểu diễn để hắn là người duy nhất có thể biểu diễn tiết mục sợi dây bất tử biết được sự thật liên thăng lập kế hại chết vợ mình để được biểu diễn chính trong tiết mục sợi dây bất tử trưởng đoàn ngấm ngầm chế tạo thuốc nổ tạo ra một vụ tai nạn tương tự nhằm báo thù cho vợ ông buộc con trai của mình là ngô hạo vũ rời khỏi quân đội để tập xúc cúc công nhằm đánh tráo thuốc tạo khói trong hộp từ đó tạo ra cái chết của liên thăng sau khi báo được thù, Ngô Hậu Phủ giờ đây với thân thể thấp bé đã không thể tòng quân theo ước nguyện của mình nên đã tự sát. Nhờ vào phá được vụ án quan trọng thêm một thăng chức cho Đỗ Tân trở thành phó tế của Liên Phương. Tuy nhiên Đỗ Tân dùng toàn bộ phần thưởng của mình để mở một con kênh ở bất lương trấn khiến cho mọi người đều vui mừng. Dù vậy Đỗ Tân vẫn không cảm thấy vui vẻ, hắn đến ngôi mộ người bạn an kỳ của mình và buồn bã khóc than lúc này thì một hắc y nhân xuất hiện sau khi gỡ khăn trùm đầu ra thì bất ngờ người này lại là liên thăng hắn chấp tay với đỗ tuân hô rằng mình là thuộc hạ của xuân thu hiền sư bái kiến bệ hạ vậy rốt cuộc đỗ tuân là ai đây là toàn bộ câu chuyện của Underdog Detective khi mà nhân vật chính của chúng ta lại trở thành người đứng đầu của tổ chức tạo phản Xuân Thu Đạo. Như vậy thì các bạn nghĩ là phần 2 của tự game này sẽ có khi nào và kết quả ra làm sao? Hãy để lại dưới phần bình luận để cho mình biết ý kiến của bạn nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.